Ok rồi, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta cho anh Thuận một tràng vỗ tay nè. Anh chia sẻ rất là hay đúng không anh chị? Rất là hay ha. Gọi là nguyên sợ là mình chia sẻ thì mất hết ý của anh Thuận, không ngờ là anh Thuận lên chia sẻ là chia sẻ gần như là hết ý nguyên tính nói các anh chị luôn rồi. Rồi đầu tiên là về cái cách mà mình quản lý tiền đúng không? Ừ, đúng rồi, bây giờ này thẻ tín dụng. Tín dụng thành ra là đôi khi là mình khi mà mình sử dụng tiền bằng tiền mặt ấy thì cái cảm giác của mình nó sẽ khác với cái việc mà mình sử dụng bằng bằng thẻ tín dụng ấy. Cái cảm giác mà đúng không ạ, các anh chị mình thử mà mình rút tiền ra mà mình chi tiêu á, mà mình lấy từng cái đồng tiền nó ra thì mình sẽ có cảm giác là mình tiêu tiêu đi. Còn nếu như mà nó chỉ là cái con số trong tài khoản thôi thì mình sẽ không không có cảm giác, mình sẽ không có cảm giác mà cái việc mình mất đi. Hay là nếu mà mình không có để ý, mình đôi khi mình không để ý rằng là ủa tự nhiên cái con số trong trong tài khoản của mình nó giảm đi mà không biết là giảm vì lý do gì. Hay đặc biệt là anh chị mà dùng thẻ tín dụng thì thẻ tín dụng nó chỉ báo về cái con số chi tiêu thôi, chứ còn nó không, không có cái con số mà ví dụ như là các anh chị không phải là thẻ tín dụng ấy, chẳng hạn những anh chị có 10 triệu không thì nó sẽ báo khoản mình mất dần. Còn nếu mà mình sử dụng thẻ tín dụng thì nó đâu có báo con số mất đâu. Mà thậm chí là tới gần lúc sao kê thì nó mới có cái tin nhắn tổng kết về cho mình đó. Nên là cái việc mình kiểm soát chi tiêu ha, thì mình phải hay là trong cái học đạo của mình thì hay chia sẻ với các anh chị một cái cách mà mình để mình kiểm soát được chi tiêu, đó là luôn luôn mình biết là trong túi mình có bao nhiêu tiền đó. Luôn luôn biết trong túi của mình có bao nhiêu tiền, biết chính xác từng con số tiền mình chi tiêu. Thì anh chị có thể tập cách đó thì mình sẽ hiểu được rằng là mình chi tiêu vấn đề gì. Hay là bây giờ có những cái app về thu chi, các anh chị mình có thể tải về, và trong cái app nó rất là dễ. Mình có thể là mình nhập thu chi vào như là tiền ăn uống của mình bao nhiêu, tiền xăng xe cổ mình bao nhiêu, rồi những cái khoản mà chi tiêu cho mối quan hệ là bao nhiêu này, nó có từng khoản như vậy và nó liệt kê cho mình. Mà qua từng tháng thì mình sẽ có thể nhìn lại cái con số tổng mà mình chi tiêu trong tháng đó về ăn uống bao nhiêu, hay cho việc học hành bao nhiêu, đầu tư cho mối quan hệ bao nhiêu, rồi cho công việc gì đó là bao nhiêu. Nó có một cái app nhé, thì mình cũng có thể mình tập thói quen sử dụng cái app đó để mình biết rằng là trong một tháng thì mình dành nhiều cái tiền của mình vào cái khoản gì. Chẳng hạn như mà khoản là đầu tư cho bản thân này, đầu tư mối quan hệ chất lượng hay là gì đó mà nó nhiều ấy, thì nó cũng là một việc tốt. Nhưng mà chẳng hạn như đầu tư cho những cái chi phí như là mua sắm áo quần mỹ phẩm ha, đặc biệt là các chị áo quần mỹ phẩm này mà nó quá nhiều, mà đôi khi là mình mua về mình cũng không có dùng nữa, thì mình phải biết rõ rằng là trong từng tháng mình chi tiêu bao nhiêu tiền và cái tỷ lệ chi tiêu của nó như thế nào, để mình cân đối lại cái khoản nào mà nó không cần thiết ấy. Những cái khoản mà tiêu sản á, khoản tiêu sản như áo quần mỹ phẩm hay là đi nhậu này, đi nhậu mà không phải là nhậu với những mối quan hệ chất lượng ấy, thì nó cũng là những cái khoản chi phí. Thì mình xem lại nếu mà những cái khoản đó nó nhiều quá thì mình phải cắt giảm bớt cái khoản nào mà nó còn, cái khoản nào mà đầu tư cho kiến thức, đầu tư cho công việc kinh doanh thì nó rất là tốt. Và mình đầu tư thì mình phải xem là cái tỷ suất sinh lời về bao nhiêu ha. Mình đầu tư cái gì cũng vậy, kể cả đầu tư cho mối quan hệ hay là đầu tư cho cái gì cũng vậy, chúng ta phải xem là cái hiệu quả của nó như thế nào. Mình xem là mình đầu tư cho mối quan hệ này bao nhiêu tiền. Nói ra thì nó hơi kỳ thôi, nhưng mà đôi khi mình phải ghi lại rằng là mối quan hệ này bao nhiêu tiền. Thật sự nha các anh chị, mối quan hệ kia bao nhiêu tiền. Mình tặng quà cho họ hay là mình mời họ đi ăn này, mình cũng phải để ý những cái khoản đó. Và đôi khi mình nhận biết đâu mình nhận ra ô cái mối quan hệ này nó không được chất lượng lắm, nhưng mà tại sao mình lại chi quá nhiều cho cái mối quan hệ này, hay mối quan hệ này nó chất lượng hơn nhưng mà tại sao mình lại ít sự quan tâm hơn đối với mối quan hệ này. Thì các anh chị cũng phải ghi ra từng cái khoản đó và mình tính được cái hiệu suất. Cũng như là cái việc làm tiêu dùng bằng thẻ tín dụng á, thì mình cũng sẽ có lãi suất nữa. Thậm chí mà anh chị em nào mà không để ý mà không trả lãi suất á, thì mình sẽ bị phạt á, sẽ có một khoản tiền phạt nó cũng khá là lớn á, khoản tiền phạt khá khá. Rồi hay là nếu như mà cái tỷ lệ mình mượn vay mượn mà nhiều quá thì có thể mình mượn ít ấy, thì mình sẽ không thấy cái lãi suất bao nhiêu, nhưng mà mình vay mượn nhiều á, thì mình sẽ thấy là cái lãi suất của nó cũng là một cái điều mà đáng nói. Nhưng mà đối với thẻ tín dụng á,
thì thực ra thì không hoàn toàn là nó không tốt. Ví dụ như là thẻ tín dụng nha, thì chẳng hạn như trong một tháng đó, ví dụ như là từ ngày 30 đi, ngày 30 thì có thể là thu nhập nào đó của mình chưa có về, thu nhập nào đó của mình chưa có về, và mình có một khoản tiền vốn cho các công việc kinh doanh của mình, chẳng hạn như mình có 10 triệu đi để mình nhập hàng về, thì cái 10 triệu đó mình dành dành để nhập hàng. Còn thẻ tín dụng nó sẽ làm cái khoản mà để chúng ta có thể chi tiêu, bởi vì cái thời gian đầu thẻ tín dụng sẽ không tính lãi đúng không? Thì thời gian đầu thì mình sẽ chẳng hạn như từ ngày ngày một thì mình sẽ tiêu chi tiêu trong thẻ tín dụng, nhưng mà mình phải để ý cái con số mà mình chi tiêu bao nhiêu nha, mình phải để ý, mình phải kiểm soát. Và đến ngày 30, ví dụ ngày 30 là kết toán đi, thì ngày 30 thì mình phải đảm bảo chắc chắn là ngày 30 mình phải có tiền về để mình trả cho thẻ tín dụng. Nếu như không không trả thì là nó mình sẽ bị phạt. Nhưng mà từ ngày 1 tới ngày 30 ấy, thì là mình không có tính lãi suất, ngân hàng không có tính lãi suất cho mình, thì mình cũng có thể tận dụng cái khoảng thời gian đó để mình lấy tiền trong thẻ tín dụng để mình chi tiêu. Còn cái khoản tiền vốn mà mình có thì mình sẽ dùng để mình kinh doanh, mình có lợi nhuận, đúng không ạ? Thì thẻ tín dụng nó cũng có một cái ưu điểm như vậy, chứ không phải là nói rằng là mình thẻ tín dụng nó tính lãi hay là gì thì mình không có tiêu thì nó không đúng. Nhưng mà quan trọng là mình chi tiêu bằng tiền mặt hay chi tiêu bằng thẻ tín dụng thì mình phải biết rõ rằng là mình chi tiêu bao nhiêu, mình chi tiêu bao nhiêu, mình phải kiểm soát rõ cái dòng tài chính của mình. Ô hình như khi nãy là Nguyên thấy có ai giơ tay à. Rồi ok. Nhóm chị Anh Thư và nhóm chị đó, chủ tịch chị Phùng Ngân cùng nhau giơ tay ha. Rồi thôi, để ở Nguyên mời chủ tịch, không biết là ai giơ tay trước nha. Thôi nhóm trưởng Anh Thư nhường nhường cho chị Ngân đi ha, nhường chị Ngân đi ha, hoặc nhóm trưởng Anh Thư có thể là ra cho mình quyết định rằng là làm sao mà mình giơ tay sau nhưng mà mình được gọi lên trước ha, thì biết đâu là giống như cái trường hợp mà hôm bữa mà anh Mai Thi gặp đúng không ạ? Rồi ok, vậy thì Nguyên xin phép mời chủ tịch chị Phùng Ngân xung phong nhé, phát biểu nhé các anh chị, cho chủ tịch chị Phùng Ngân một tràng vỗ tay nè. Vâng, cảm ơn nhóm trưởng Xuân Nguyên đã cho Ngân được chia sẻ. Đầu tiên thì Ngân xin chúc nhóm trưởng Xuân Nguyên, nhóm trưởng Anh Thư cùng tất cả các anh chị tham gia Zoom buổi sáng ngày hôm nay một ngày mới tràn đầy năng lượng, thành công giàu có, hạnh phúc trọn vẹn. Chúc cho tất cả các anh chị tham gia Zoom nhận được nhiều giá trị và ứng dụng đạt kết quả. Qua cái nội dung của sáng ngày hôm nay, đó là cái cách chữa trị thứ hai và thứ ba, thì Ngân có cái chia sẻ, một chút cái chia sẻ như sau. Ở đây tác giả có nói là người nghiệp khác nhau thì cái số tiền thu nhập cũng khác nhau, là bạn đừng có nhầm lẫn cái việc mà chi tiêu cần thiết trong cuộc sống với những cái khoản chi tiêu với sở thích cá nhân. Các anh chị thấy là cái sở thích cá nhân của chúng ta là vô cùng, nó là cái gì đấy, nó giống như là cái việc mà cái nhu cầu của chúng ta thì là rất là nhiều thứ, rất là vô cùng, nhưng mà chúng ta hãy hãy phân biệt cho nó kỹ là cái mà bạn muốn mua, những cái thứ so với cái thứ mình thích, mình phải phân biệt được cái điều đó. Giống như cái việc là mình, đặc biệt là phụ nữ thì mình hay là những cái chi tiêu về những cái quần áo hay những cái mà mình thực sự là không cần, nhưng mà lúc đấy là mình vì mình thích mình mua, nên là có khi là về mình cũng không bao giờ sử dụng đến nó. Những cái đó ngày ngày trước thì Ngân cũng bị cái vấn đề này, nhưng mà sau khi học nhóm học tập ấy thì nhóm trưởng Anh Thư cũng có hướng dẫn cho chúng ta về cái bảng mà bảng lên một cái kế hoạch chi tiêu ấy, chúng ta hãy ghi lại tất cả những cái chi tiêu vào. Có thể là bác Benjamin Franklin có một cái câu là bạn hãy để ý những cái khoản chi tiêu lặt vặt có thể là một cái lỗ thủng nhỏ nhưng có thể làm đắm một con thuyền lớn. Chính vì thế mà cái điều này nó rất là quan trọng. Có thể là các anh chị bỏ quỹ tự do tài chính một ngày hai ngày thì sẽ không thấy cái điều khác biệt, nhưng mà khi mà chúng ta duy trì trong dài hạn thì sẽ thấy cái sự khác biệt, đặc biệt là ở trong nếu quản trị một cái doanh nghiệp hay là mình có kinh doanh ấy, thì cái này các anh chị sẽ thấy rất là rõ. Thì ngày trước Ngân cũng đã làm rồi, khi mà mình chưa có quản lý, mình chỉ nghĩ nhầm nhầm rằng là cái khoản này thôi, mình không có ghi chi tiết vào. Đến lúc mà cái hạch toán mình không có cái phần cụ thể cho cái việc mà tái đầu tư cho cái hoạt động sản xuất hay những cái tư liệu sản xuất ấy, thì lúc nào mình cũng luẩn quẩn trong cái đống mà mình lúc nào phải làm như thế nào để tiếp tục duy trì cái hoạt động sản xuất ấy, như vậy rất là mệt mỏi. Chính vì thế mà có cái kế hoạch chi tiêu hợp lý thì mình sẽ
có một cái lộ trình nó đi nó rõ ràng hơn. Người Do Thái thì có cái câu là đàn ông thì họ chi 2 đồng để họ mua cái thứ mà mình cần, phụ nữ thì chi 1 đồng để mua cái thứ mà mình không cần, nên cái đó là cái rất là khác biệt. Nhưng mà phụ nữ thì nên tiết chế một số cái gọi là chưa cần, nó không phù hợp với mình. Cái mức chi tiêu của mỗi người, cái mức thu nhập của mỗi người thì khác nhau, nhưng mà cái mình phải chi chi tiêu như thế nào cho nó hợp lý với cái mức mà thu nhập của mình, chứ không phải là những cái thứ mà mình thích. Ở đây thì tác giả cũng có nói là nếu bạn muốn sống một cuộc sống thoải mái thì ngay bây giờ cần lên một cái kế hoạch chi tiêu cho mình, còn không trong tương lai bạn sẽ gặp nhiều khó khăn và dằn vặt. Bởi vì có những thứ mà tiền mà không mua được, ví dụ như là thời gian, giống như là thời gian, sức khỏe, thậm chí là những cái tuổi trẻ, sức lực thì mình không mua được. Chính vì thế mà ngày hôm nay mà chúng ta không có cái kế hoạch lộ trình rõ ràng thì sẽ có một cái cuộc sống và sau này sẽ dằn vặt và vất vả hơn. Ngày hôm nay mình làm những cái thứ mà mình thích thì sau này chúng ta sẽ không có cái gì mà mình thích cả. Còn ngày hôm nay chúng ta làm những cái việc mà chúng ta không thích, chúng ta không thích cái việc tiết chế, chúng ta thích những cái thứ mà mình thích chứ không phải là thứ mình cần, thì sau này mình sẽ không có cái gì mà mình thích cả. Đó là cái tư duy của thầy Tài Phiệt Đô La Lê Vy đã dạy, và mình cảm thấy rất là thấm. Như này mình có ghi lại và dán luôn cả lên tường và lên cái bàn làm việc của mình về cái điều đó. Một cái bài học thứ hai Ngân rút ra được ở đây đó là về cái cách làm giàu thứ ba là làm cho bằng sinh lợi. Thì các bác cũng chia sẻ là cái việc đầu tiên của chúng ta đó là chúng ta hãy tiết kiệm 1/10 cái chi cái thu nhập của mình, và cái việc thứ hai là làm cho cái vàng của mình sinh lợi. Thì cái lần đầu tiên bác đấy cũng có chia sẻ là bác có đầu tư, bác nhờ người người làm lò gạch buôn trang sức, nhưng mà không, cái vụ đầu tiên của bác thì không có thành công vì là bác không có thẩm định được cái đối tác. Vì đối tác lần đầu tiên đó là không có chuyên môn trong cái lĩnh vực về trang sức, nhưng bác đã không có cái tầm nhìn để nhìn ra cái đối tác đó. Chính vì thế bác đã không thành công ở lần đầu tiên. Nhưng mà lần thứ hai thì bác đã có kinh nghiệm là bác đã chọn đúng cái đối tác và bác đã có những khoản lợi nhuận đầu tiên. Nhưng mà khi mà nhận được cái số lãi đầu tiên thì bác lại không mang đi, không không biết sử dụng cái gì, cái đấy gọi là cái kỳ quan thứ 8 ấy. Nếu mà anh chị tìm hiểu thì chắc chắn là các anh chị ở đây rất nhiều chị biết về cái đấy. Cái kỳ quan thứ 8 đấy không biết tận dụng cái đó, nên là mang cái số tiền đó đi chiêu đãi bạn bè, sử dụng vào những cái mối quan hệ mà không tạo ra tiền cho mình. Và lần thứ ba thì bác đã thông minh hơn, là bác cũng biết sử dụng gọi là cái tiền lãi đẻ ra lãi, gọi là đồng con cháu chút chít ấy, đều là làm việc cho mình, và sau này sẽ tích lũy được những cái số tiền rất là lớn để làm cho bác đã trở thành một người giàu có nhất thành Babylon. Cái bài học rất là hay. Vâng, đó là cái bài học mà Ngân chia sẻ buổi sáng ngày hôm nay. Rất là cảm ơn nhóm trưởng Xuân Nguyên đã cho Ngân được chia sẻ, và cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe. Rồi, chúng ta cho chủ tịch chị Phùng Ngân 100 ngón tay nào. Rất là tuyệt vời đúng không? Phần chia sẻ rất là thực tế, rất là hay đúng không các anh chị? Và Nguyên cũng nhớ cái câu mà thầy Tài Phiệt hay chia sẻ mình đấy, nếu mà mình chỉ làm những cái việc mình thích thôi thì mình sẽ không có được gọi là cái cuộc sống mà mình thích, mình mong muốn thật sự. Nếu như mà mình chi tiêu thoải mái, mình chi tiêu vào những cái việc mà không cần thiết ấy, mà mình không biết cách quản lý tiền của mình sẽ đúng này, mình không biết cách chi chi tiêu như thế nào, mình không biết những cái khoản chi tiêu người giàu thì họ chi tiêu tiền như thế nào mình không biết, mà mình chỉ chi tiêu thì ý thích của mình thôi, thì mình sẽ không thể nào có được những điều mình mong muốn. Chẳng hạn như người giàu sẽ chi tiêu tiền cho việc dạy, việc học tập, phát triển bản thân này, học tập kiến thức, đầu tư cho mối quan hệ chất lượng này, đầu tư cho kiến thức, sức khỏe, trí tuệ của mình này, đầu tư cho công việc kinh doanh, rồi đầu tư cho mối quan hệ để có thông tin chất lượng này. Thì đó là những cái khoản mà người giàu họ 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 có tiền thì họ sẽ dành cho những cái khoản đó. Còn người người mà chưa giàu thì có tiền rồi xem để là mình thích cái gì, và mình mua, và mình mua sản phẩm về cho mình. Nhưng mà tiền thì lại vào túi của người khác, mình lại làm giàu cho người khác đúng không? Làm giàu cho người khác. Và nếu như mà mình chỉ chi tiêu theo cái ý thích của mình như vậy thôi thì mãi mãi mình sẽ không có được những cái điều mà mình thực sự mình khao khát trong cuộc sống. Đúng không ạ?
cái này thì thầy tại vì chia sẻ về 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 cái nhìn tổng quan, đó là thầy chia sẻ cả về nếu như mình làm cái công việc mình thích này, hay là mình sống một cuộc sống mình thích này, chẳng hạn như là mình ngủ nếu mà mình thích ngủ, mình chỉ ngủ mà mình không có dậy sớm đọc sách ấy, thì trong tương lai mình sẽ không có được cái cuộc sống mà mình mong muốn. Thì tương tự như vậy đối với tiền bạc cũng vậy, chúng ta không thể nào mà không biết kiểm soát chi tiêu của mình, và chi tiêu và những cái việc mà nó không giúp cho sự thành công và giàu có của mình. Mà thực sự là kể cả là chị nữ hay là các anh nam, thì ví dụ như là các chị nữ đi, thì bản thân Nguyên thì ngày trước thì mình rất là hay thích chi tiêu cho mỹ phẩm quần áo, mỹ phẩm quần áo rất là nhiều. Nhưng mà các anh nam thì mới thấy được một cái, đó là mình không có bị chi tiêu lan man vào những cái vật dụng cá nhân. Chẳng hạn như một người nữ nha, nữ mà đi siêu thị hay đi chợ, thì chẳng hạn như là mình đi chợ nha, mình cần bỏ rau nha, nhưng mà mình sẽ nhìn hết cả cái khu chợ xem cái chợ đang bán cái gì, tôm cá cua gì đó mình cũng ngắm một lượt chứ mình không phải là mình tới mình bỏ rau. Nhưng mà một người đàn ông á, chẳng hạn như họ cần mua một bó rau đi, thì họ đến cái nơi mà bán có rau á, bán rau và mua đúng cái bó rau đó và đi về, là không có nhìn cái gì khác trên cái đoạn đường đi đó. Còn phụ nữ thì đi vào thì sẽ ngó nghiêng chỗ này chỗ kia xem ai đang giảm giá, hay là rau đang tươi nhưng mà thậm chí là không mua rau nữa, các chị đi chợ mua rau nhưng mà cuối cùng mua cái khác, tự nhiên thấy cái khác ngon hơn, cuối cùng lại mua cái khác và mua còn nhiều cái khác hơn nữa. Thì đó là phụ nữ họ sẽ mua sắm theo cảm xúc, còn đàn ông thì cái lý trí của họ sẽ mạnh hơn, nên là họ chỉ tập trung có mục tiêu họ là gì, và họ đến họ mua đúng cái đó và họ đi về thôi. Còn phụ nữ thực sự là rất là mất thời gian trong cái việc là mua sắm. Và đặc biệt là chị nữ nào mà nội trợ nữa, thì thực sự nó sẽ là một cái khoản mất thời gian, không chỉ là cái khoản nấu ăn đâu, mà là cái khoản mà mình đi chợ xong rồi mình ngó nghiêng cái này cái kia, nó cũng rất là mất thời gian. Nhưng mà anh nam ấy thì lại hay bị tiêu tiền gì ạ? Tiêu tiền cho những mối quan hệ bằng nhậu ha. Hay là các anh ở đây thì có thể chia sẻ là mình hay tiêu tiền cho cái việc gì, chi tiêu cho cái gì mà mình cảm thấy nó không cần thiết nhưng mà bao lâu nay mình vẫn chi. Hoặc là như Nguyên có một người bạn thì rất là hay thích chi tiêu cho đồ điện tử. Các anh nam thì lại thích đồ điện tử hay là những cái đồ vật dụng mà sửa chữa trong nhà thì rất là thích mua về. Rất thích mua về. Thì kể cả đàn ông hay là phụ nữ thì đều có những cái sở thích riêng. Và nếu như mà mình không biết quản lý chi tiêu, mình không biết rằng là đâu mới là cái mà mình nên cần chi tiêu và cái nào là cái mình chưa nên cần, thì gọi là mình sẽ có bao nhiêu tiền thì mình sẽ chi tiêu hết ha. Và để cho mình chi tiêu một cách hợp lý á, các anh chị phải có mục tiêu rõ ràng rằng là bây giờ tiền mình kiếm về được, chẳng hạn như các anh chị đi kiếm nhận lương một tháng 10 triệu, thì 10 triệu này mình phải có một mục đích. Mình phải có mục đích là mình phải để cái khoản tiền này để mình cho cái sự thành công và giàu có của mình và gia đình của mình, đúng không? Chứ còn nếu như bây giờ nói rằng là các anh chị phải quản lý chi tiêu, quản lý chi phí của mình đi, nhưng mà lại không có cái mục tiêu rõ ràng để quản lý làm gì, thì mình sẽ không có cái động lực để mình quản lý số tiền mình có. Nên là chúng ta cũng phải có cho mình một cái mục tiêu xác định rõ ràng, cũng như là lên trên một cái kế hoạch cụ thể rằng là mình sẽ chi tiêu cái gì, và trong một tháng, trong một ngày thì mình sẽ có rất là nhiều khoản chi tiêu. Khoản chi tiêu cho đi lại, rồi cho ăn uống, rồi cho quần áo, rồi cho công việc, rồi cho những cái vật dụng cá nhân hàng ngày, rất là nhiều khoản chi tiêu. Thì mình cũng phải xác định rõ cái số tiền, cái tỷ lệ mà mình dành cho cái khoản này là bao nhiêu, khoản kia là bao nhiêu. Mình phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng hơn, vậy kế hoạch chi tiêu một cách rõ ràng. Và hôm nãy thì anh Thuận cũng có chia sẻ về cái việc là cho vay tiền thì mình cho vay mình cũng phải thẩm định thôi, giống như là ngân hàng thẩm định vậy anh chị. Tại sao mà cái người bạn đó bạn nó không vay ngân hàng được mà lại vay tiền của mình, thì cũng sẽ có rất là nhiều nguyên nhân, bởi vì đôi khi là ngân hàng thì vay sẽ chưa dễ, có thể là cần phải những cái thủ tục mà nếu mà anh chị nào mà mình không đi làm, không có giấy tờ gì đấy, hay là không có tài sản thì ngân hàng sẽ không cho vay. Nên là mình sẽ vay vay người thân người người vay người thân. Nhưng mà cho dù là vay người thân nha,
thì mình cũng phải lấy lãi anh chị ạ. Lấy lãi. Cái này thực ra là Nguyên học được từ một người bạn Nguyên. Thì bạn ấy đấy là cho những người bạn của mình, những người bạn rất thân nha, vay nhưng mà lại lấy lãi. Thì bạn mới giải thích rằng là tại vì cái người bạn đó vay tiền này là để đi kinh doanh, và kinh doanh xong thì sẽ có lãi về, cho nên mình không thể nào mình không lấy lãi được, không thể nào không lấy lãi được hơn. Và bởi vì cái người bạn đó bạn kinh doanh, nhưng mà gọi là thực ra là bạn đó quen thì cũng lâu rồi, tức là Nguyên chơi từ hồi sinh viên ấy. Thì sinh viên mà đi làm, tức là bạn ấy nhập iPhone về, nhập iPhone về và bán lại. Thì ngày xưa thì không có iPhone xách tay ấy. Ngày xưa cách đây thời mà 10 năm trước ấy, thì iPhone xách tay rất là rộ lên. Và những cái người bạn đó thì Nguyên thì cần một cái khoản vốn rất là lớn, và cứ nhập iPhone về thì về Việt Nam thì bán rất là lời. Nói chung là Nguyên cũng không rõ như thế nào nữa, nhưng mà vào cái thời đó thì cái chuyện mà iPhone xách tay nó rất là rộ lên, và chỉ cần là bắt trước là iPhone nào xách ra và mình có cái mối quan hệ và mình nhập hàng về thì sau đó là bán lại tốt, cho nên là cần cái khoản tiền rất là lớn. Và những người bạn đó của Nguyên thì gọi là họ gom tiền với nhau và cùng nhau kinh doanh cái đó. Và phải có lãi suất vì vay để kinh doanh mà. Còn nếu như mình có suy nghĩ rằng là tại vì bạn bè chơi thân với nhau mà, thân thiết mà, cho nên là thôi vay tính lãi làm gì, thì nó cũng là một cái suy nghĩ chưa có đúng. Hay kể cả người bạn đó của mình ấy mà không có đi kinh doanh, mà gọi là mình người bạn đó vay để tiêu dùng hay là vay để làm nhà, nói chung là vay một mục đích gì đó, thì mình cũng phải nên lấy lãi hơn chị. Lấy lãi nó là một cái việc đúng, và mình phải tự ở bên trong của mình này, mình phải coi cái việc đó là một cái việc đúng đắn, gọi là gì, hợp tác win-win mà. Người bạn mình tại sao mình không có vay tiền ngân hàng được mà vay tiền của mình, mà chỉ cần là mình nice với người bạn mình một chút xíu, đó là mình cho vay với cái lãi suất thấp hơn. Ví dụ như ngân hàng 12% thì mình 10% mình cho vay lãi suất thấp hơn, nhưng mà cũng phải lấy lãi. Để làm gì ạ? Thực sự là nó cũng là tốt cho người bạn của mình, để cho người bạn của mình ấy họ cũng phải có cái ý thức trong việc là họ phải có cái động lực để họ vay tiền thì phải trả, và trả ở đây không chỉ là trả cả gốc mà phải trả cả lãi. Họ phải có cái sự nỗ lực để họ có thể có tiền trả cho mình. Chứ còn nếu như mà mình cứ nhân nhượng cho người bạn của mình nghĩ là tốt cho bạn, thì một lần hai lần, nhưng mà lâu dần thì nó sẽ trở thành một cái thói quen. Và đôi khi ấy, mình giúp cho người khác nhưng mà người ta không biết cảm ơn mình, và thậm chí nếu như mà các anh chị mà cho vay một thời gian ngắn nha thì không sao, nhưng mà nếu như mà cái người bạn đó của mình ấy mà cho vay mà cả năm không trả, 2 năm không trả, thậm chí là nhiều năm không trả, thì thực sự là nó là phải là cái việc tính lãi. Bởi vì là sao, lạm phát các anh chị, lạm phát. Có thể là cho vay 50 triệu, nhưng mà đến cái thời điểm mà trả cái số tiền 50 triệu đó mà trả nữa, thì thật sự là cái giá trị đồng tiền nó lúc đó nó sẽ rất là thấp. Chẳng hạn như 1 năm trả thì mình còn chưa thấy gì nha, nhưng mà bắt đầu 2 năm trả thì mình sẽ thấy có vấn đề rồi. Giống như là các anh chị tưởng tượng là cái giá trị đồng tiền nó thấp đi, mà đặc biệt là những cái năm mà lạm phát, như là những cái năm gần đây từ năm 2019, 2020 anh Thuận là cho vay từ năm 2019 đúng không? Năm 2019 mà đến bây giờ mà không có tính lãi suất á, thì là cái giá trị đồng tiền nó đã giảm đi rất là nhiều rồi ha. Mình có thể để ý rằng là những cái dễ để ý là những cái quán cơm này, quán phở gì đó ở gần nhà mình ấy, từ năm 2019 á, họ bán một tô phở bao nhiêu tiền, đến năm nay họ bán một tô phở bao nhiêu tiền, thì mình sẽ hiểu là cái giá trị đồng tiền của mình nó giảm đi rất là nhiều. Nguyên nhớ là cái quán cơm trước nhà của Nguyên ấy, thì là năm 2019 là 25 đến 30 ngàn, còn bây giờ nó là 35 đến 40 ngàn. Đó, cái giá trị đồng tiền nó thấp đi rồi đó các anh chị. Và thực ra anh Thuận này cũng mình không nên tập trung vào cái này. Ngày xưa thì Nguyên từng có một lần thì gọi là khách hàng sinh viên các anh chị, xong rồi sử dụng sản phẩm dịch vụ của mình, nhưng mà sinh viên thì lúc mà sử dụng thì cảm ơn các kiểu, nhưng mà tới lúc mà tính tiền rồi thì bảo là chị ơi cho em khất cho em một thời gian sau rồi cho em trả. Cuối cùng là không phải là
Tức là như các anh chị nói rằng là mình phải mình gọi là mình phải hơi xuống nước để mình đòi tiền của họ, nhưng mà thật sự mình ở thế mình cũng không xuống nước được, mà thậm chí cái bạn đó bạn còn mắng lại mình nữa, cái bạn còn mắng lại mình như này như kia lắm. Rất là kỳ cục luôn các anh chị. Thì gọi là sau đó thì mình nhắc một thời gian đâu khoảng tầm nửa năm ấy, thì mình cũng không có nhắc nữa, không nhắc nữa. Thì lúc đó là vừa mới học, vừa mới học tập cho mình, sau đó thì mới mới sử dụng tiềm thức. Thì sử dụng tiềm thức thì người bạn nó cũng không có trả, nhưng mà có một cái điều mà nó cũng khá là vi diệu mà thì cái người bạn đó, thì tức là hồi trước mà Nguyên làm về thời trang, thì cái người bạn nó cũng Nguyên thì gọi là đặt đặt hàng Nguyên làm một số cái sản phẩm thời trang. Thì sau đó thì bạn nó bạn không có trả trả tiền một cái khoản tiền thì cũng không nhớ rõ là bao nhiêu. Thì sau đó có lại có hai khách hàng đến, hai khách hàng nha, thì hai khách hàng đó đến đặt hàng Nguyên, nhưng mà lại nói rằng là à chị ơi, em biết là chị vừa làm cho cái anh này cái sản phẩm này, thì em muốn là chị làm cho em cái sản phẩm cái tương tự như anh này, em muốn là cái kỹ thuật đó làm tương tự như vậy. Và một cách rất là tình cờ là sau này cái số tiền mà Nguyên tính cho hai cái bạn khách hàng về sau á, thì nó lại bằng y chang cái khoản tiền mà cái bạn đó bạn đã không không trả cho Nguyên. Thì nó là đâu đó một sự tình cờ, một sự tình cờ thôi, coi như mình cứ gọi là à vũ trụ này đã sắp xếp một cách nào đó để mình có một khách hàng, để mình có thể một cách nào đó mình có thể thu hồi một phần nào đó về của mình ha, một phần nào đó về. Như là ví dụ như Nguyên làm cho hai bạn nó đi thì mình phải bỏ công bỏ sức là mình mới làm mà. Nên nói là nó là thu hồi thì nó cũng không đúng, nhưng mà tại vì thứ nhất là nó vô tình rằng là cái sản phẩm mà hai cái bạn sau về sau đặt ấy thì trùng y chang như cái người bạn mà không trả tiền cho Nguyên, và cái số tiền nó cũng trùng y khớp với cái số tiền đó, cho nên gọi là có thể là vũ trụ sắp xếp một cách nào đó. Có một lần Nguyên học về quy luật gieo hạt của bạn bạn Bích Ngọc á, bạn Bích Ngọc trong câu lạc bộ mình có chia sẻ lại á. Thì khi mà mình cho ai đó mượn tiền đúng không, nhưng mà người đó không có trả cho mình ấy, thì về luật gieo hạt ấy, thì thực ra là mình đã đang gieo cho cái người bạn đó một cái hạt mầm tốt, tức là họ đang cần một khoản tiền, cho nên là mình cho họ vay tiền, thì mình đã giải quyết được cái vấn đề của một người nào đó trong khoảng thời gian đó. Thì mặc dù là có thể họ không có trả tiền lại cho mình, nhưng mà mình cũng đã làm một cái việc tốt, gọi là mình đã gieo một cái hạt mầm tốt nơi họ. Còn cái việc là họ không có trả lại tiền lại mình thì là họ đang gieo một cái hạt mầm không tốt của mình à. Nên là coi như là có thể là anh Thuận mình sẽ không có được cái số tiền đó đúng không, coi như là thôi mình cứ quên nó đi, nhưng mà đâu đó thì mình hãy nhớ rằng là à, mình đang gieo một cái hạt mầm tốt rồi. Tự động viên mình đi, mình đã gieo một hạt mầm tốt rồi. Và chắc chắn là cái người bạn đó của mình ấy, đôi khi là nếu như mà họ có tiền ấy, thì có thể là họ cũng đã trả lại mình đúng không, thì có khi là họ chưa trả, chẳng qua là họ không có tiền thôi. Giống như là cái vị khách hàng nó của Nguyên cũng vậy, thì sự là các bạn đó là bạn cũng không có tiền cho nên bạn không trả mình, mà sau này Nguyên cũng biết là bạn bị bạn vay nợ tín dụng đen ấy, mà bạn cũng bị đòi tiền các anh chị. Đòi tiền nữa. Nên là cứ coi như là mình như ba mẹ Nguyên hay nói là thôi coi như làm phước cho họ, và mình đừng có để chuyện đó nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, thay vì cái việc là mỗi ngày mình phải suy nghĩ rằng là cái tại sao người đó không có trả tiền của mình, rồi mình cứ để cái chuyện đó nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình, rồi mình nghĩ rằng là ai ai cũng không có tốt à, thì cái gọi là quy luật vũ trụ mà các anh chị, mình tập trung vào điều gì, cái người bạn đó của mình ấy, mình trách cứ họ họ có biết không ạ, không biết, nhưng mà mình mỗi ngày mình nghe chính bản thân mình dằn vặt, chính bản thân mình tiếc nuối với cái số tiền đó à, thì mình sẽ cảm thấy rất là không thoải mái đúng không ạ. Và thay vì cái việc là mình suy nghĩ làm sao cho cái người đó trả tiền cho mình, thì mình hãy dùng cái thời gian đó mình tạo ra thêm nhiều tiền hơn, tạo ra nhiều tiền hơn. Cho nên đó là cũng là một trong những cái mà đôi khi Nguyên rất là không thích làm việc với những khách hàng mà họ chậm thanh toán cho mình ấy. Chậm thanh toán cho mình, bởi vì cái khoản có thể là họ sẽ đặt hàng mình, họ sẽ là một cái nguồn khách hàng của mình, nhưng mà cái thời gian mình suy nghĩ rằng là cái người khách này bao giờ mới trả tiền cho mình, rồi nhỡ nhưng mà cái người này không trả tiền cho mình thì mình phải làm cái gì đây, thì cái khoảng thời gian đó suy nghĩ đó, thì thay vì vậy mình hãy tập trung vào những khách hàng khác tiềm năng hơn. Thì trong cuộc sống mình cũng vậy, thay vì mình tập trung vào cái người hay là có sự việc nào đó mà không không tốt à, thì mình hãy dành cái thời gian đó thì mình kiếm được nhiều tiền hơn. Được.
để chia sẻ một chút xíu cho anh chị nào mà mình đang cho vay mượn tiền nhưng mà mình không có thu hồi được á, thì mình cứ tập trung vào cái tài chính mà mình mong muốn, và tập trung vào cái tài chính của mình, tập trung vào số tiền mà mình muốn có, tập trung vào sự thành công và giàu có, thì vũ trụ này bằng cách này cách kia sẽ thu hút về lại cho mình nhiều số tiền hơn. Hay anh chị có thể là mình sử dụng cái phương pháp hòa hợp ấy, đọc tên của mình và cái tên của người bạn đó hòa hợp. Hòa hợp anh Thuận và ai đó hòa hợp ha. Thì biết đâu thì vũ trụ sắp xếp một cách nào đó để người bạn đó mượn mình về tiền, rồi sau đó người bạn mình trả tiền cho mình ha. Và mình phải có sự thẩm định, tại sao ngân hàng họ có rất là nhiều bước họ mới có thể cho vay tiền được, thì mình đối với những người bạn mình cũng vậy, mình phải thẩm định họ xem thử họ có uy tín hay không, cũng như là họ có cái năng lực để họ kiếm tiền hay không. Rồi ok. Thấy nhóm trưởng anh Hương ơi, giơ tay lâu quá không? Nhóm trưởng mà cho đợi một tí xíu cũng được các anh chị. Các bạn học thì Nguyên còn sợ đợi lâu đúng không ạ? Chứ thôi nhóm trưởng thì mình cứ cho nhóm trưởng đợi. Rồi ok. Bây giờ xin mời nhóm trưởng anh Hương chia sẻ nhé. Chúng ta cho nhóm trưởng nhà mình một tràng pháo tay nào. Ok, cảm ơn Miss Nguyên rất là nhiều. Ok, xin chào tất cả các anh chị, chúc mọi người một ngày mới, buổi sáng tràn đầy năng lượng. Yes. Ok ha. Thì hồi nãy đang tiếp nối cái câu chuyện của Miss Xuân Nguyên và cái câu chuyện của anh Thuận về cái việc mà dùng thẻ tín dụng nè, cho vay vàng các kiểu ấy, thì tôi cũng có một vài sự chia sẻ cùng với các anh chị. Thì đầu tiên á, cái chỗ mà quản lý chi tiêu, quản lý tài chính cá nhân á các anh chị, thì lúc mà hồi nãy có một chị có hỏi là dùng cái app quản lý tiền nào ấy. Thực ra này các anh chị, ở đây các nhóm chủ cũng có những cái trải nghiệm đã sử dụng những cái app mà quản lý tài chính cá nhân rồi, nhưng thực ra nó chỉ là trên lý thuyết thôi anh chị. Nó không với các anh chị là app đó chỉ trên lý thuyết thôi, phân chia cho các anh chị rất là từng một, nhưng có những khoản anh chị sẽ không biết ở mục nào. Thưa tin là điều đó luôn các anh chị, nó anh chị sẽ không phân định được là nó ở cái mục nào luôn. Thì cái cách mà Thư đã hướng dẫn cho các anh chị trong cái Zoom buổi tối ngay những ngày đầu tiên á, trong cái chương trình mà 30 ngày của chúng ta, 28-30 ngày chuyển hóa, thì là đã rất là chi tiết cho các anh chị rằng là đơn giản lắm. Anh chị chỉ cần viết một file Excel hoặc là viết tay đúng không ạ? Thì trong đó anh chị sẽ gần như là nhìn được hết bao quát tất cả các mục chúng ta đã chi. Và thông qua đó anh chị sẽ nhìn được là cái những cái khoản nào mình chi và nó đang không cần thiết. Giống như hồi nãy là anh Thuận hay là nhóm chủ Xuân Nguyên có chia sẻ đúng không? Có những cái khoản mà chúng ta chi tiêu không cần thiết. Và trong chung cái phần sách sáng ngày hôm nay chúng ta đọc cũng có nói là có những khoản anh chị có thể gạt bỏ nó đi và nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình. Đó. Thì khi mà chúng ta nhìn như vậy thì anh chị sẽ rất dễ quản lý tiền, là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, cái việc mà anh chị quản lý chi tiêu như vậy á, thì anh chị cũng kiểm soát được tiền trong thẻ tín dụng luôn. Tại vì Thư là người dùng thẻ tín dụng, thì nói đến thẻ tín dụng thì mà chúng ta mới đặt một câu hỏi rằng là ai là người nghĩ ra cái thẻ tín dụng, đúng không anh chị? Nguồn gốc ở đâu ra nghĩ ra cái thẻ tín dụng, đúng không ạ? Thì thực chất rằng là đây là ở trong các giới tài việt ngân hàng, họ nghĩ ra cái việc là cho vay tiền trước, tại vì đánh vào cái tâm lý nhu cầu của con người mà. Thích đủ thứ các anh chị, thì thường là chúng ta sẽ có cái trải nghiệm rất thích cái trải nghiệm đó, chính là có tiền tiêu xài trước và thanh toán sau. Đó, thành ra là giờ họ nghĩ ra một cái phương thức, đó chính là thẻ tín dụng. Thì Thư có đọc một cái tài liệu, Thư có xem một cái tài liệu á của cái người đó nói về cái lịch sử hình thành của thẻ tín dụng. Thì người đó, cái ông đó là một giám đốc ngân hàng, thì ông nói rằng là giờ tất nhiên trong cái việc là chúng ta đều biết rằng là sử dụng thẻ tín dụng thì rất là dễ bị đánh vào cái sự ham muốn sở thích cá nhân, và thông qua cái việc đó thì ngân hàng mới có những cái giao dịch, đúng không ạ? Có những cái lợi nhuận kinh doanh, đó là ngân hàng kinh doanh mà các anh chị. Thì ông ấy nói rằng là nhỉ, tất nhiên chúng tôi sẽ cũng có những khách hàng và thư quên cái từ đó rồi, nhưng mà ông nói rằng là chúng tôi có những khách hàng mà chúng tôi không thích. Đơn giản là gì ạ? Cho các bạn vay 45 ngày, tiền các bạn xài trước, và tại vì các bạn trả đúng hạn quá nên chúng tôi không có đồng lời nào cả. Anh chị hiểu không ạ? Cái đó là cái kinh doanh của ngân hàng. Nhưng mà ngân hàng á, kinh doanh mà không có lời á, thì nghĩa là họ không thích khách hàng đó, đúng không anh chị? Giống như anh chị nào mà sử dụng thẻ tín dụng ở đây nhưng mà anh chị trả đúng hạn, quản lý tốt và trả đúng hạn, thì đó, khách hàng đó là ngân hàng không thích nha. Nhưng mà cái số lượng khách hàng đó nó chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với khách hàng trễ hạn nè, trễ thanh toán nè, rồi quá ngày nè, rồi đóng phí phạt nè, đóng lãi nè, chi tiêu quá mức nè.
Đấy, thì cái số kia nó rất là nhỏ. Vậy thì quan trọng là anh chị dùng tiền, thật ra cái cách nào cũng được hết, nhưng mà dùng tiền chúng ta có tư duy quản lý tiền thì cái cách nào nó cũng sẽ là một cái phương thức để hỗ trợ cho mình. Thì khi mà tôi đọc và tôi xem cái tài liệu đó, có một cái, tôi có xem thêm một cái tài liệu nữa của một cái anh này là người người Singapore. Thì anh này có một cái khả năng là anh nó không dùng tiền mặt các anh chị, không dùng bất kỳ một đồng tiền mặt nào cả, và trong thẻ trong ví anh đó, anh đã quản lý hơn 50 cái thẻ tín dụng. Anh chị nghĩ là chúng ta có hai thẻ ba thẻ thôi chúng ta đã gọi là đã mất kiểm soát đúng không ạ, nhưng mà người ta đang sử dụng hơn 50 thẻ, và thậm chí là anh này là có một cái kỷ lục là người sử dụng thẻ tín dụng nhiều nhất trên thế giới. Anh chị có thể tự đọc tài liệu lại, thứ thứ có nhớ tôi không nhớ là ở quốc gia nào, nhưng mà có một người châu Á. Thì hay lắm các anh chị, anh mới nói rằng là cái phương pháp mà tôi sử dụng thẻ tín dụng như thế nào, phương pháp tôi sử dụng thẻ tín dụng như thế nào, và thậm chí là thông qua việc thẻ tín dụng có những khoản tiêu dùng của anh ấy gần như là không phải trả tiền. Anh chị hiểu không ạ? Không phải trả tiền, tại vì thẻ tín dụng nó có một cái chức năng đó chính là hoàn tiền khi mua sắm, hoàn tiền tiêu dùng. Thì không biết tôi có xem một lần rồi, nhưng mà thật sự nó học với các anh chị là cái cách người ta quản lý tiền rất hay. Người ta có chỉ cho mình nhưng mà mình cũng không học được ngay các anh chị. Họ dùng cái thẻ này để đáo hạn cho thẻ kia, xong rồi cứ đáo một vòng như vậy các anh chị. Đáo một vòng như vậy thì họ không mất một đồng lãi nào, không trễ hạn, và thậm chí là anh có thể những cái thẻ tín dụng mà của VIP của các ngân hàng lớn á, có nghĩa là thẻ mà giống như mình chúng ta hay gọi là thẻ đen á, thẻ quyền lực á các anh chị, thì những cái tấm thẻ đó họ tiêu dùng á thì được hoàn lại tiền, và anh dùng những cái đó để mua những cái dịch vụ, thậm chí có những đồ dùng là anh không phải tốn tiền để chi tiêu ra luôn, mà chỉ toàn dùng bằng thẻ tín dụng. Và thực sự là lần đầu tiên tôi rất là trầm trồ anh chị. Thì thực ra là đó là do năng lực quản lý và do tư duy dùng tiền thôi, còn nó chỉ là phương thức. Nếu như anh chị phương thức mà anh chị làm không đúng, phương thức mà anh chị dùng không đúng cái mục đích đó, thì tất nhiên là đó là do cái năng lực quản lý chúng ta kém, năng lực quản lý tiền của chúng ta kém. Còn 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 ví dụ như như bản thân Thư, khi Thư sử dụng thẻ tín dụng ấy, thì tất cả những cái chi tiêu nào thẻ tín dụng thì mình nốt ra một cái chi tiêu của thẻ tín dụng để mình kiểm soát được rằng là à cái khoản này mình đã dùng trong thẻ tín dụng. Giống như chị Xuân Nguyên có nói rằng là dạ, mình phải đảm bảo rằng đến cái ngày đáo hạn lại cho ngân hàng thì mình đủ được cái thu nhập chi trả cho cái khoản đó. Và đúng chính xác giống như anh Thuận nói rằng là, nhờ anh Thuận và chị Viên có nói rằng là dạ, cái gì cả thì dùng tiền mặt thì mình còn có cảm xúc hơn đúng không. Ví dụ anh chị mua cái điện thoại, anh chị cầm 30 triệu tiền mặt, anh chị đọc cái cọc lên lên cái cửa hàng bán điện thoại, anh chị cầm 30 triệu anh để đó, sao anh chị thấy là to quá thôi rút về đúng không ạ, tại vì tiền mặt mà xót anh chị, cầm về thì rất là sướng tay, nhưng mà gọi là chi ra thì xót đúng không, thì nó sẽ kiểm soát được cái cảm xúc của mình. Nhưng mà anh chị cà cái thẻ 30 triệu anh chị không có nhiều cảm xúc, không nhiều cảm xúc. Thế nên là cái đó là đánh vào cái mặt cảm xúc, thì đó là lý do vì sao giới tài phiệt á, giới tinh hoa á, họ lại nghĩ ra cái cách để anh chị tiêu tiền. Thế nên là nếu mà chúng ta tiêu tiền nhiều hơn cái mức cần thiết của mình, nghĩa là anh chị đang giận đang gì đang dính vào trong cái bẫy ngọt ngào, tài chính ngọt ngào của những người nghĩ ra cái cách để cho anh chị dùng tiền. Còn anh chị dùng tiền một cách thông minh thì họ cũng đâu có kiếm được gì từ anh chị đúng không ạ? Sau 45 ngày thì chúng ta mới hoàn trả lại, và coi giống như là cái khoản đó chúng ta đang mượn vốn của người ta, không có lãi, không phải trả tiền ra trước. Thì đó là do nằm ở tư duy, thực ra là nằm ở tư duy quản lý tiền của chúng ta thôi ạ. Rồi thì anh này thông minh đúng rồi chính xác. Họ cái anh này anh rất là hay, anh chị có thể có cái người này có tài liệu ở trên 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 mạng, anh chị có thể tự tìm cũng được. Tại vì dùng thẻ này bù qua thẻ kia, cuối cùng là xoay một vòng thì ngân hàng không lấy, không có thu được của anh một đồng nào cả các anh chị, thậm chí là họ đang cho vay không có lãi luôn, có nghĩa là ngân hàng đang cho anh này vay tiền không có lãi suất, là ngân hàng lỗ rồi còn gì đúng không anh chị, có nghĩa là kinh doanh không có lời là lỗ rồi gì nữa đúng không ạ. Đó thì thực ra đó là do tư duy dùng tiền thôi. Tôi thấy cũng rất là hay, nhưng mà thực ra nếu như mà bản chất mình chưa có cái năng lực đó thì mình phải tự kiểm soát nha, chứ không phải nghe thấy vậy mà bắt đầu làm cho mấy chục thẻ tín dụng xong rồi chưa được an toàn về tài chính nha anh chị. Thì trong cái bộ sách dạy con làm giàu ở đây chắc nhiều anh chị đã đọc rồi, thì chính bác Robert Kiyosaki cũng là người đã từng bị chưa được dương ở thẻ tín dụng, và trong cái bộ sách đó bác cũng có hướng dẫn cho chúng ta làm cách nào để thoát khỏi những cái chưa được dương ở thẻ tín dụng và quay trở về cái con số không, nghĩa là từ số âm quay về con số không và tăng dương trở lại. Thì bác Robert Kiyosaki có hướng dẫn, anh chị có thể tham khảo ha. Đúng rồi, có nhiều cái app, app sổ thu chi vân vân á, nhưng mà thực ra đó là lý thuyết thôi anh chị.
Thư thấy là cái gì cái quản lý bằng tay nó rất là chi tiết luôn. Và khi mà anh chị viết nốt lại bằng tay á, thì anh chị sẽ thấy rằng có cái mục này, mục này, mục này mình đang chi ở khoản này, nó có cần thiết hay không, và chúng ta sẽ nhìn lại được ha. Rồi còn có một cái điểm mà Thư nói, giống như cái việc mà chúng ta tiêu dùng cũng vậy, chi tiêu tiêu dùng cũng vậy, thì thực chất là khi mà anh chị chi tiêu đúng, anh chị chi tiêu đúng thì sao ạ? Thì rõ ràng là chưa đạt được cái mục tiêu và chủ đích của giới kinh doanh, đúng không anh chị? Mục đích của người kinh doanh là gì? Là kích cầu cho anh chị tiêu dùng mà. Nhưng mà anh chị chi tiêu đúng quá thì sao ạ? Giới tinh hoa anh chị, giới kinh doanh họ lại không có đạt được cái chủ đích của họ. Nhưng mà anh chị chi tiêu chưa đúng, gọi là vung tay quá tráng hoặc lố, thì rõ ràng là anh chị đạt được cái target của nhà sản xuất, của người bán hàng, của người kinh doanh, đúng không anh chị? Thì đó chỉ là cái phương thức họ kinh doanh thôi, còn cái việc quản lý tiền nó nằm ở ở mình ha. Rồi cái câu chuyện cũng giống như cái câu chuyện mà hồi nãy chị Nguyên có chia sẻ, là cái việc mà cho vay tiền, thì Thư nhớ có một cái tư duy của thầy tại phim mà Thư được học ấy, đó chính là khi mà đã cho vay, một đó là xác định cho luôn, có nghĩa cho vay là xác định cho luôn, tại vì đã vay tiền thì dính tới mối quan hệ anh chị, cho luôn, một là cho luôn, còn không hai thì là xác định, là có nghĩa là mình phải rõ ràng ấy, rõ ràng ngay từ đầu, giống như là cho ngân hàng vay và mình thẩm định đối tác. Nhưng mà nói cái câu chuyện thẩm định đối tác thì ngân hàng đó anh chị, ngân hàng nắm cái cán rất nhiều đúng không, nhưng mà ngân hàng đôi khi cũng bay luôn cái cán đúng không ạ? Đúng không ạ? Ngân hàng vẫn còn bị bay cái cán mà. Thế nên là cái câu chuyện mà thẩm định đối tác nó cũng là trên cơ sở lý thuyết, thì giống như thầy nói rằng là một là tôi không có cho, là tôi không cho trừ trường hợp là giống như là không còn khả năng để mà có tiền kiếm tiền được nữa, thì tôi xác định rằng tôi cho mượn đó là cho luôn, không không suy nghĩ đến việc đòi lại nữa, để chúng ta khỏi phải không không bị thoải mái trong cái việc suy nghĩ của mình á. Thì một là cho luôn, hai là gì? Xác định là không không cho vay luôn, ngay từ chối ngay từ đầu đấy. Thì thứ hai cũng rất là hay. Và có một cái thứ ba hồi nãy như chị Nguyên cũng có chia sẻ chúng ta rồi, thì thay vì chúng ta tập trung vào cái việc là có thu hồi lại được hay không ấy, thì chúng ta tập trung vào cái việc thời gian tâm trí đó để mình phát triển tư duy, kiến thức kinh doanh, chiến lược kinh doanh, để giúp cho mình mở rộng công việc kinh doanh. Thì đôi khi cái việc anh chị tập trung như vậy, cái điều đó nó đến thì giúp anh chị tập trung vào công việc kinh doanh nhiều hơn, và cái việc anh chị thu hút được đơn hàng, khách hàng, nguồn lực giúp anh chị về cái số tiền nhiều hơn số tiền mà anh chị đã đưa ra cho mượn cho vay nữa. Thì coi như là thôi, chúng ta quên đi, để chúng ta kiếm những cái nguồn thu nhập khác, thì vũ trụ vẫn sẽ sắp xếp trong một trật tự linh thiêng thôi, đúng như nguyên tắc gieo hạt với các anh chị. Nhưng mà thôi, tốt nhất ngay từ đầu là xác định thôi, thà không cho vay, còn cho vay thì trong trường hợp là không còn khả năng gọi là có thu nhập nữa, thì chúng ta có thể là nói đến câu chuyện đó ha. Rồi, và hôm nay thì chúng ta học được nghe chia sẻ hai cái cách chữa trị túi tiền từ tẹp lép trở thành căn phòng, đúng không ạ? Thì ở trong cái phương thức thứ hai, cái cách thức chữa trị thứ hai các anh chị, đó là bác Akash có hướng dẫn cho tất cả mọi người bằng cách là lên kế hoạch chi tiêu, và vì những cái ham muốn cá nhân của chúng ta rất là nhiều, đúng không ạ? Thì cái này cái việc mà chúng ta đọc trong cái chương sách này á, thì nó rất là rõ ràng, bác hướng dẫn rất là rõ ràng, đúng không ạ? Nhưng mà Thư muốn nói ở một cái góc độ, đó chính là cái việc chúng ta cho tiền vào quỹ tự do tài chính nè, chúng ta viết và note lại tất cả những cái khoản thu chi của mình trong một ngày, thì sẽ hỗ trợ cho anh chị rất là nhiều về cái việc quản lý tài chính cá nhân. Nó khác với cái việc là chúng ta học ở ngoài kia, giống như bác TH Cơ có hướng dẫn chúng ta việc cho tiền vào 6 cái lọ. Cho tiền vào 6 cái lọ. Thì cái việc cho tiền vào 6 cái lọ nó cũng giống giống như anh chị sử dụng app app quản lý tài chính đó mà. Nhưng mà anh chị biết sao không ạ? Khi mà chúng ta chia thành 6 cái lọ như vậy, nói thật là cái kiểm soát của chúng ta nó chưa có dễ. Và khi nhóm học tập hướng dẫn lại cho các anh chị, thì chúng ta chỉ tập trung vào đúng một cái lọ duy nhất thôi, đó chính là lọ tự do tài chính. Và tâm trí của chúng ta luôn đặt vào cái câu chuyện đó chính là tự do tài chính. Dùng tiền đó, hồi nãy nhóm Trần Xuân Nghi có nói đúng không ạ? Dùng tiền đó để gì? Đầu tư vào mối quan hệ, đầu tư vào kiến thức, đầu tư vào thông tin, đầu tư vào những cái gì mà đại gọi đầu tư là phải sinh lời, đúng không ạ? Thì những cái gì mà chúng ta nghĩ là sinh lời là chúng ta đầu tư vào. Mối quan hệ có sinh lời cho anh chị không ạ? Sinh lời rất nhiều chứ, đúng không ạ? Thông tin có sinh lời cho chúng ta rất nhiều luôn, kiến thức cũng vậy. Đấy, thì như nhóm học tập là định hướng cho các anh chị là tập trung vào một cái loại duy nhất để mọi
thời gian tâm trí của chúng ta làm việc khác các anh chị. Nếu các anh chị một ngày anh chị ngồi anh chị bắn nổi cái việc mà bắn tiền qua 6 cái thẻ đúng không ạ? Ừ, có nhiều anh chị đã nói với tôi rằng là anh tạo 6 cái thẻ ngân hàng khi mà đi học chương trình bí mật tư duy triệu phú, và tạo 6 cái thẻ xong tối lại là ngồi chia ra, hoặc là mỗi lần dùng anh chị cũng phải chia ra, thì thật sự là tôi thấy nó còn mất thời gian hơn cái việc là chúng ta tập trung thẳng vào tự do tài chính, thành công về tài chính luôn ha. Và chúng ta đều biết rằng là luật gì, luật tập trung đúng không anh chị? Đấy, đó là cái mà tôi muốn chia sẻ thêm. Và cái tiếp theo là chúng ta học về cái cách chữa trị, cái cách quản lý tiền, số 3 đúng không, làm cho vàng sinh lợi. Thì quay trở lại cái câu chuyện cho vay, nó tương tự như vậy, ai cũng muốn là tiền để ra tiền, vàng để ra vàng, nhưng mà cái việc mà dùng tiền để đẻ ra tiền như thế nào ấy, thì với bản thân Thư rằng nếu chúng ta chưa có thật sự có kiến thức vững, kiến thức chắc và có thông tin chất lượng ấy, thì tốt nhất là cứ giữ tiền cho thật chắc đã. Trong những cái nguyên tắc giữ vàng thì nguyên tắc đầu tiên là cầm tiền cho thật chặt cả đã anh chị. Cầm tiền chưa chặt mà lấy gì đòi đòi đi cho vay, đòi đi cho tiền sinh lời, đúng không? Và nhiều anh chị cứ nghĩ rằng là mình đã kiếm được một khoản tiền rồi và mình nghĩ rằng là mình sẽ lấy cái tiền này đi cho vay giống như ông Acad lúc đầu á. Thì cho không đúng đối tác vay, cho không đúng cái người kinh doanh thì tác dụng ngược đúng không ạ? Tác dụng nó gọi là phản tác dụng anh chị. Thì theo Thư á, Thư hay khuyên những anh chị, những bạn mà trẻ trẻ một chút, thì cái đầu tiên là cho tiền vào quỹ tự do tài chính thì cứ để đó là từ từ hãy nghĩ đến cái việc là giải ngân nó. Bây giờ bạn làm sao mà cái quỹ tự do tài chính của bạn nó nhiều nhất có thể với bạn, nhiều nhất có thể với bạn trong một cái khoảng thời gian từ trước đến giờ. Ví dụ từ trước đến giờ bao giờ chưa bao giờ để dành được để trong quỹ tự do tài chính được 1 triệu đồng, nhưng bây giờ bạn để được 20 triệu đồng. Thì bây giờ bạn cố gắng bạn làm sao cho nó tăng lên tiếp đi. Cứ để tiếp đi, tích lũy tiếp đi, tạo thành một cái thói quen tích lũy cái đã. Xong rồi sau đó là gì? Học thêm kiến thức, cập nhật thêm kiến thức, thông tin, rồi xây dựng những mối quan hệ chất lượng để làm sao mà từ những cái mối quan hệ đó chúng ta có cái kiến thức để dùng tiền, để ra tiền một cách hiệu quả và đúng đắn. Thì thật sự nói thật các anh chị rằng là chúng ta được học những cái công cụ rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vừa học cái cách mà thu hút tiền bạc, vừa cái cách học cái cách mà quản lý tiền, học về tư duy kinh doanh nữa. Nên là anh chị phải thật sự biết ơn những người bạn đã chia sẻ cho mình để nhóm học tập đúng không ạ? Và được phân tích kiến thức trong sách rất là kỹ luôn. Thế nên là phải biết ơn người bạn của mình thật là nhiều ha. Anh Thuận, tôi đang chia sẻ thấy anh Thuận giơ tay, chắc là đang có tâm sự muốn nói đúng không? Rồi và cái phần chia sẻ của Thư thì nó cũng vừa kết thúc. Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe, cảm ơn nhóm trưởng Xuân Nguyên rất là nhiều. Chắc là tôi sẽ mời anh Thuận chia sẻ luôn được không ạ? Ok. Dạ, mình xin quay lại lần hai. Thì tại cũng có một cái mình xin phép chia sẻ. Mình cũng còn một cái tư duy hình như của tác giả là về cái nhiều người có những cái công việc khác nhau thì sẽ có những cái thu nhập khác nhau, nhưng tất cả những cái người đến gặp ông Acad á thì đều là những người mà trong túi xẹp lép. Thì mình cũng lại chia sẻ về cái thực tế của mình, cũng như là những cái nhân sự của mình gặp phải, đó là luôn luôn than phiền là làm không đủ để chi tiêu, kể cả là trong cái cuộc sống á, mình cũng đang rất là mỗi ngày là nâng cái thu nhập của anh em lên. Trước đây ví dụ như là thu nhập của anh em là 8 triệu một tháng đi, thì bây giờ thu nhập của anh em làm với mình là cũng khoảng trên dưới 10 triệu, nhưng mà anh em vẫn luôn than phiền là không đảm bảo được cái cuộc sống. Thì mình thấy cái đó cũng là trước đây thì mình cũng hay có cái tư duy là than phiền và như vậy, nhưng mà bây giờ khi mà mình tham gia nhóm học tập thì mình thấy là cái tư duy đó nó không còn đúng nữa. Là nếu như mình kiếm tiền đã khó, nhưng mà mình giữ tiền không tốt, mình không kiểm soát được đồng tiền thì mình luôn luôn là ở trong trạng thái là mình không bao giờ có tiền đó. Và mình chia sẻ cái này thì nó cũng hơi mang tính chất
là cá nhân, có thể là cái suy nghĩ của mình không đúng, nhưng mà giữa cái tư tưởng của người miền Bắc miền Trung đi với tư tưởng của người miền Nam, nếu mà có đụng tới mấy anh chị miền Nam thì cũng thông cảm ha. Thì theo mình nhớ, mình làm việc với nhiều người thì phần lớn những người miền Bắc và miền Trung cái cách giữ tiền và tiết kiệm tiền nó tốt hơn là người miền Nam. Bởi vì là người miền Nam mình thấy ví dụ như người miền Bắc làm được, đúng là làm được 10 đồng thì sẽ có thể là sử dụng 2 đồng, có khi để 8 đồng luôn. Còn người miền miền Nam á thì đa số là làm được 10 đồng thì có thể là tiêu xài hết 11, 12 đồng. Đó thì mình thấy cái này nó cũng cũng có thể là bị nhiều người bị mắc phải. Nên là mình cũng lưu ý để những cái anh chị em nào trong nhóm học tập mình mà nếu như giống như sinh viên hoặc là mới ra đi làm á thì cân nhắc cái cách kiểm soát tài chính. Dạ. Thì mình cũng nói về đó. Cảm ơn các nhóm trưởng chủ tịch đã lắng nghe. Rồi, ok, rất là tuyệt vời. Chúng ta cho chủ tịch anh xuống một tràng vỗ tay nè. Đúng rồi, may quá mình miền Trung anh chị. Không biết các anh chị miền gì ha. Nguyên thì miền Trung nha. Cho nên là mặc dù hiện tại là mình đang ở miền Nam, thì cái gì ở miền Nam mà ưu điểm thì là Nguyên thấy là Nguyên có hết. Mà những cái gì mà ưu điểm của miền Trung thì mình thấy là mình cũng có hết các anh chị ha. Nên là nói cái gì cũng trúng mình hết. thì Nguyên là miền Trung, nên là đâu đó thì cái việc mà quản lý tiền của mình ấy, thì mình cũng cảm thấy là nó khá là ổn. Cũng như là người miền Nam ấy, miền Nam thì sẽ được một cái đó là bởi vì cũng chính vì họ là không quản lý tiền tốt các anh chị, nên là các anh chị kinh doanh với những người miền Nam mới thực sự là nó rất là dễ, họ sẽ dễ chi tiền hơn. Nhưng mà thực ra giữa miền miền Bắc hay miền Trung họ cái cách chi tiền của họ ấy, nhiều người nói rằng là miền Bắc ấy, họ không có họ 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 gọi là hơi bị keo kiệt, họ hơi bị keo kiệt chuẩn bị để chi tiền ấy. Thì thực ra cái này nó cũng là suy nghĩ đúng, nhưng mà nếu như mình biết cách nha, mình biết cách kinh doanh với người miền Bắc ấy, thì mình sẽ biết cái chìa khóa để mình có thể để gọi là để có thể là người miền Bắc ra quyết định mua hàng của mình. Thì Bắc hay miền Nam ấy thì sẽ có những cái cách khác nhau, nhưng mà mình cũng phải hiểu rằng là tại sao miền Nam ấy họ lại rất là thoải mái trong việc chi tiền. Thì nó cũng xuất phát từ việc rằng là cái này là cái văn hóa, cái lịch sử từ xa xưa lâu đời rồi. Nhưng mà ngày xưa miền Nam của mình ấy rất là dễ sống, miền Nam sông nước mà, Nam sông nước này, cho nên là việc trồng trọt nó rất là dễ. Hay là kể cả là mình ra vườn mình hái trái cây là mình cũng gọi là có cái ăn rồi. Hay là mình có ao rồi, mình có thể nuôi cá, tức là mình gọi là mình có thể sống ở trong nhà, xong rồi mình tự trồng, rồi mình tự lấy những cái sản phẩm mình trồng, mình có thể nuôi sống cái cuộc sống của mình được. Nhưng mà người miền Bắc và người miền Trung thì họ gọi là miền đất, hay nói cái câu gì ta, miền cằn cỗi, cằn cỗi, tức là gọi là cái khí hậu của miền Trung và miền Bắc nó cũng không có thích hợp lắm cho cái việc là cho nuôi trồng thủy sản, hay là cho việc, hay là miền Trung ha, đặc biệt là miền Trung là hay có lũ lụt với các anh chị, lũ lụt ha, thì rất là nhiều những thiên tai. Thành ra là người miền Trung hay người miền Bắc á, thì cái cách chi tiền của họ ấy, thì họ sẽ gọi là chịu, gọi là người miền Trung thì chịu thương chịu khó, nên là họ sẽ rất là cần cù cần mẫn trong cái việc là kiếm tiền, hoặc rất là giữ tiền, bởi vì là họ cái đó là cái văn hóa, họ phải luôn luôn tích trữ để cho những cái khi mà không thuận lợi xảy đến ấy, thì họ có một cái khoản tích trữ để họ lo. Nhưng mà người miền Nam thì lại khác, người miền Nam thì họ chỉ cần ở nhà thôi và nuôi trồng những cái xung quanh mình thì họ cũng đủ trang trải cuộc sống mình rồi, nên là cái đó là cái văn hóa từ xa xưa luôn rồi, và nó ảnh hưởng đến tính cách của miền Nam. Thì anh chị nào mình kinh doanh thì mình kinh doanh với người miền Nam thì sẽ rất là dễ hơn so với người người miền Bắc ha. Nhưng mà ngược lại thì các anh chị nào miền Nam ấy, thì mình phải biết là mình không quản lý tiền tốt, mình phải chú ý đến cái việc làm quản lý tiền tốt, hay là như trong cái việc mà than phiền nhân sự của mình, than phiền là không có trang trải được cuộc sống á. Thì nó là về cái việc mà chi tiêu ha. Tại sao mà có người thu nhập 5 triệu hay thậm chí 50 triệu, tại sao người
đến những người mà 50 triệu, họ thu nhập 50 triệu nhưng mà họ 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 còn có cái suy nghĩ rằng là trời, số tiền này không đủ tiêu. Nhưng mà họ không có suy nghĩ rằng là tại sao những có những người mà họ thu nhập chỉ có 5 triệu thôi nhưng mà họ cũng có thể trang trải được trong số tiền đó. Thì nó liên quan đến việc là những cái việc mà mình chi tiêu cho cái việc gì, nó có thực sự cần thiết hay không, cần thiết hay không. Chứ còn mình có thể kiếm được rất là nhiều tiền nhưng mà mình không có giữ lại được ấy, thì cuối cùng thì cái số tiền mà mình còn lại nó còn không bằng một cái người mà kiếm tiền thấp hơn mình rất là nhiều. Chẳng hạn như mà 5 triệu thì nó sẽ hơi thấp thật ha, hơi thấp thật, mình chắc bóp trong cái đó khoảng đó thì đúng là rất là thắt chặt chi tiêu. Nhưng mà thử rằng là nếu như mà các anh chị em nào mà 10 triệu đi, mà mình chi tiêu 8 triệu, mình để lại 2 triệu, thì một năm thì mình sẽ dư ra được bao nhiêu? Dư ra được 12 triệu đúng không? Nó sẽ cao hơn cái việc là nếu như mình thu nhập cả 50 triệu hay 100 triệu nhưng mà mình lại tiêu hết cái số tiền 50 hay 100 triệu đó. Và đây là có những các anh chị, có nhiều anh chị mà chi chi rất là nhiều, họ kiếm được rất là nhiều nhưng mà cũng chi rất là nhiều, và cuối cùng thì không bằng những người mà đi làm công ăn lương, đi làm công chức nhưng mà biết tích cóp tài sản. Thì ba mẹ Nguyên là thuộc dạng là biết tích cóp tài sản, thì rất là biết tích cóp tài sản luôn các chị. Này không những là đặc tính của miền Trung đâu, mà khi mà Nguyên còn bé thì mình thấy là ba mẹ của bạn mình ấy, có những có các cô các chú nha, họ rất là giàu, ở nhà đẹp, xe sang xe xịn ấy, nhưng mà tới bây giờ nhìn lại thì họ không có biết cách quản lý tiền, và họ bán dần, bán đi cái tài sản của mình, bán dần đi tài sản, bán đi nhà của mình, rồi đi thuê trọ, rồi đi ở những cái nơi xa xôi hơn. Trong khi ba mẹ mình thì chỉ bằng một cái cách duy nhất thôi, đó là đi làm công ăn lương và tích cóp tiền, rồi từ cái tiền đó mua mua tài sản, và cái tài sản nó nhân giá trị lên. Thì chỉ mặc dù là chỉ làm công ăn lương thôi nha các anh chị, nhưng mà biết cách quản lý tiền. Và trong đây có một cái nữa là đó là mình phải biết tận dụng cái sức mạnh của lãi kép đó. Sức mạnh của lãi kép. Và sức mạnh của lãi kép ở đây thì mình không có phải là mình tận dụng cái này để bỏ tiền ngân hàng nha các anh chị. Ngân hàng mà mình bỏ gửi tiền tiết kiệm ngân hàng mà lâu á thì cái lãi suất ngân hàng á nó không có bằng cái lạm phát. Nhưng mà nếu như mà mình biết đầu tư tiền đúng chỗ thì nó sẽ sinh lời cho mình theo cái công thức lãi kép. Lãi kép tức là sao? Tức là chẳng hạn như 10 triệu đúng không? Thì mình sẽ có sinh lời thêm chẳng hạn như 10% đi, thì mình sẽ có 11 triệu. Rồi cái số 11 triệu này sinh lời thêm 10% của mình nữa, rồi nó sẽ gọi là nó sẽ cộng dồn cái số tiền và để sinh lời thêm ấy. Thì đó gọi là lãi kép. Và cái sức mạnh của lãi kép được gọi là kỳ quan thứ bảy của thế giới, kỳ quan thứ bảy của thế giới. Nên là cái việc là và cái lại lưu ý ở cái lãi kép này đó là sao? Ví dụ như là mình có 10 triệu, mình cho nó sinh lời được 10% là 11 triệu đúng không? Thì mình không có tiêu cái số 11 triệu này, hay là mình không có tiêu cái số 1 triệu mà mình được sinh lời, mà mình hãy lấy luôn cả cái khoảng 11 triệu này, mình tiếp tục mình cho nó sinh lời tiếp. Và nó sinh lời được bao nhiêu thì mình hãy cộng gộp số tiền đó mình cho nó sinh lời tiếp, thì đó mới là ứng dụng lãi kép. Còn nếu như mà chúng ta cứ đầu tư tiền vào một cái thương vụ nào đó xong rồi mình thấy lời rồi và mình rút ra và mình tiêu xài cái khoản đó đi, thì đó thì các anh chị chưa ứng dụng được sức mạnh của lãi kép ha các anh chị. Tức là đầu tư tiền cho nó sinh lời thêm, sau đó là tiếp tục tái đầu tư cho nó sinh lời thêm hơn nhiều nữa. Và như khi nãy nhóm cho anh Thư có chia sẻ về cái việc là tại sao tín dụng nó ra đời ấy. Thì các anh chị phải hiểu rằng là bất kỳ cái gì á nó đều có tính hai mặt. Tại sao rất là nhiều người họ nợ nần rất là nhiều vì cái việc là cho vay ngân hàng quá nhiều. Như khi nãy Nguyên có chia sẻ rằng là một cái người bạn của ba mẹ của mình ấy là họ bán dần tài sản luôn chị. Bởi vì là trong gia đình ấy cũng có một cái câu chuyện nó không có an toàn về con cái người con trai ấy không có biết cách quản lý tiền và vay tiền ngân hàng, nhưng mà vay quá cái khả năng chi trả mà tới mức rằng là ba mẹ phải bán nhà. Sợ quá tôi là thủy thủ an toàn, phải bán nhà để có thể trả được cái tiền vay ngân hàng. Chỉ vì một cái chuyện là vay ngân hàng nhưng mà không biết quản lý, vay tín dụng hay gì đấy, nói chung là Nguyên không rõ lắm mấy cái chuyện không an toàn đó, thật sự rất không an toàn, thậm chí đến mức bán nhà luôn các anh chị. Rất là không an toàn ha. Và bất kỳ cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Hôm trước thì trong hôm chủ nhật ấy, trong cái buổi chuyên đề cà phê thì Nguyên có chia sẻ tại sao mà ngân hàng ra đời, tại sao mình phải có
vay, tại sao mình có cái tín dụng. Thì tất cả những cái khoản vay hay khoản tín dụng ấy, nó cũng là cái mà gọi là thúc đẩy cái nền kinh tế của mình đi lên. Nếu như mà mình không có vay á, thì mình sẽ không có được cái đòn bẩy. Không có đòn bẩy thì mình sẽ không tạo được cái lợi nhuận lớn. Và tạo ra càng nhiều lợi nhuận thì cái nền kinh tế của mình nó sẽ càng đi lên, đúng không? Và nếu như mình không có những cái khoản vay vay thì nó sẽ kìm hãm cái nguồn lực của mình. Giống như là mình có 10 triệu thì mình chỉ có thể kinh doanh có khoảng 10 triệu đó thôi. Mà nếu như mà mình có khoản vay thì mình có thể vay thêm. Thay mình có 10 triệu nhưng mà mình có thể kinh doanh trên với khoảng 20 triệu và mình sinh lời ra nhiều hơn. Và chính cái đó thì nó sẽ thúc đẩy cái nền kinh tế của mình đi lên. Thúc đẩy nền kinh tế đi lên. Nhưng mà bên cạnh cái việc đó thì mình có phải biết quản lý tốt, kể cả doanh nghiệp hay kể cả bạn là cá nhân tiêu dùng thôi, thì việc mà mình chi tiêu quá cái số tiền mà mình kiếm được nó thúc đẩy nền kinh tế. Nhưng ngược lại, nếu như mà mình chi tiêu quá mức, tức là quá mức gọi là cái chi, tức là cái khoản mà bạn chi tiêu ấy, bạn phải luôn xác định rằng là mình sẽ kinh doanh để nó tạo ra một cái khoản lớn hơn cái khoản chi phí, luôn luôn phải kinh doanh lớn hơn cái khoản chi phí, tức là phải luôn luôn tạo ra nhiều giá trị hơn cái khoản mà mình đi vay ha, thì nó mới thúc đẩy nền kinh tế đi lên. Còn nó sẽ không an toàn trong cái trường hợp là mình vay được một lần sau đó mình chi tiêu quá đà, và cái sự quá đà đó dần dần nó sẽ gọi là nó sẽ có cái bong bóng, nó sẽ tích tụ đến một cái khoản mà nó vỡ bong bóng tín dụng, và dẫn đến rằng là nền kinh tế sẽ đi xuống. Và trong chu kỳ kinh tế thì nó sẽ luôn có những cái giai đoạn mà đi lên rồi sẽ đi xuống, đi lên rồi sẽ đi xuống. Cái tiến trình chung của nó sẽ là luôn luôn đi lên, nhưng mà trong từng tiến trình ngắn hạn thì sẽ là đi xuống, sẽ có những khoản đi xuống. Và lý do tại sao có những khoản đi xuống đó là do vì những cá nhân hay những doanh nghiệp, những tổ chức vay tiền nhưng không biết kiểm soát. Nếu mình phân tích ra lịch sử thì nó sẽ rất là nhiều lý do, nhưng mà tổng quan lại lý do chung thì nó chỉ có một cái nguyên nhân cơ bản duy nhất thôi, đó là việc mình chi tiêu quá mức mình tạo ra, kể cả về quốc gia cũng vậy, kể cả quốc gia luôn các anh chị. Và mình quay ngược, kể cả các anh chị mà tìm hiểu quay ngược lại cái dòng lịch sử thì tại sao có chiến tranh xảy ra, thì nó cũng xuất phát từ cái việc là giá trị của một quốc gia tạo ra thấp hơn nên họ phải đi gây chiến tranh. Là cái giá trị, tức là họ không có năng lực sản xuất về hàng hóa nên họ phải đi gây chiến tranh để họ có thể thu về được nô lệ, thu về được cái hàng hóa cần thiết. Nói chung là tìm hiểu về nền kinh tế mình sẽ thấy rất là tuyệt vời. Và cái tại sao mình phải tìm hiểu, thì khi mình tìm hiểu mình sẽ biết rằng là cái yếu tố cốt lõi mà để cho một nền kinh tế vận hành tốt á, tức là bạn phải kinh doanh, bạn phải tạo ra hàng hóa, bạn phải tạo ra sản phẩm. Ở trong cuốn sách này thì tác giả không có nhắc nhiều đến kinh doanh, nhưng mà tác giả nhắc đến đầu tiên là đầu tư, đúng không ạ? Đầu tiên là đầu tư. Nhưng mà thực sự Nguyên thấy là cái việc mà khi mình có một khoản tiền nhỏ mà mình đầu tư á, nó không có tối ưu lắm. Thực sự là cái khả năng nó cũng có sinh lời, nhưng mà thực sự là nó không có bao nhiêu cả bằng cái việc là mình có một khoản tiền mình kinh doanh. Và quay ngược trở lại, tại sao là mình có đầu tư, tức là phải có ai đó kinh doanh thì mình mới có thể trích cho một phần tiền của mình để đầu tư vào thương hiệu và cái thương vụ của họ, đúng không ạ? Và mình hãy đặt câu hỏi rằng là tại sao mình không phải là người kinh doanh mà mình chỉ là người đầu tư thôi. Và các anh chị nên nhớ rằng là mình là người đầu tư, mình đầu tư một thương vụ, đầu tư vào bất cứ một cái thương vụ nào đó thì mình thu lại cái lợi nhuận, đúng không? Thì mình là người đầu tư, mình thu lại lợi nhuận, thì chắc chắn cái người mà họ kinh doanh ấy, họ còn có cái lợi nhuận cao hơn nữa. Họ có cái lợi nhuận cao hơn nữa thì họ mới trích một cái khoản nữa, họ trả cho mình, đúng không? Vậy thì mình hãy trở thành cái người kinh doanh, nó sẽ ưu thế hơn so với việc mình là người đầu tư. Nếu như mà anh chị tìm hiểu mà quay ngược lại thì những cái hoạt động đầu tư ấy là nó những cái hoạt động diễn ra sau này thôi. Còn buổi sơ khai ấy, thì nó luôn luôn là việc mình đầu tiên rồi chúng ta sẽ tự cung tự cấp trong việc hàng hóa, sau đó là có những cái khoản mà những cái khoản mà chúng ta không có làm được ấy, thì chúng ta phải đi cướp người khác. Hay là nếu như mà mình quy ra về lịch sử ấy, tại sao phát hiện ra đồ đồng, đồ những cái vật liệu kim loại đó anh chị, thì theo mình biết đó nha, thì nó là do săn bắt hái lượm, đúng không? Nhưng mà thực ra cái động lực để thúc đẩy cái việc mà phát minh ra những cái đồ kim loại
thì nó là do về chiến tranh, chiến tranh giữa các bộ tộc bộ lạc, thì họ 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 chiếm đánh nhau, tức là họ khi mà cái số lượng mà săn bắn quá ít, họ không có đáp ứng đủ cho cái bộ lạc của họ, thì họ sẽ phải đi chiếm các bộ lạc khác. Và lúc này thì nó không còn là chiến tranh giữa con người và các vật thú hay là các hoa quả nữa, mà là sẽ chiến tranh giữa con người với con người với nhau. Và mình biết rồi, cái động vật loài động vật nào là loài động vật kinh khủng nhất nguy hiểm nhất là con người các anh chị. Và chính cái sự chiến tranh giữa các bộ lạc với nhau á, thì họ mới thúc đẩy lên cái việc là có kim loại rồi có những cái loại hình sau này ra đời. Nói chung là nó được xuất phát từ cái việc là lợi ích, phải có lợi ích, và cái việc kinh doanh đó rất là quan trọng. Cái việc kinh doanh thì cái việc là mình phải có những cái hàng hóa, mình phải tạo ra hàng hóa, những cái việc cái hàng hóa phục vụ cho tiêu dùng, cho sinh hoạt của mình, nó rất là quan trọng. Nếu như mà không có, nếu mà không có đủ thì sẽ có rất là nhiều cái việc xảy ra. Như ngày xưa là mình sẽ chiến tranh, còn sau này thì nó sẽ nhiều cái khác, ví dụ như là tín dụng ngân hàng thì thực ra là nó cũng xuất phát từ cái nguyên nhân xuất phát của nó, thì nó cũng phục vụ cho cái việc là thúc đẩy nền kinh tế đi lên, thúc đẩy nền kinh tế đi lên. Nếu như mà mình không biết cách ứng dụng đúng của nó thì nó sẽ làm đi đi xuống. Và không phải ai cũng có kiến thức về tài chính. Những người nào mà có kiến thức về tài chính, về kiến thức về kinh doanh ấy, thì họ sẽ biết tận dụng được cái thế mạnh của tín dụng hay thế mạnh của vay nợ. Còn ngược lại, những người nào mà không có kiến thức á, thì họ sẽ không có vận dụng đúng, và chính những người không có kiến thức thì họ sẽ làm cho nền kinh tế đi lùi. Trong một xã hội thì luôn luôn có hai nhóm người, một người thúc đẩy đi lên, một người thúc đẩy đi xuống. Nhưng mà may rằng là có thể là những cái động lực từ những người mà có kiến thức á, họ luôn cao 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 hơn hơn nên là về một cái tiến trình chung á, thì cho dù là sẽ có những cái giai đoạn mà nó không an toàn trong kinh tế, nhưng mà tổng quan theo dòng thời gian thì càng ngày cái nền kinh tế của mình càng phát triển đi lên. Rồi ok, quan trọng là những anh chị nào mà mình có được kiến thức nhiều thì mình sẽ tận dụng được cái thế mạnh của những cái sản phẩm như là tín dụng hay là vay nợ ra đời để phục vụ cho chính bản thân mình. Anh chị nào mà không có kiến thức á, thì ngược lại mình sẽ bị chính những cái vay nợ hay những cái tín dụng đó nó sẽ đè bẹp đè mình, nhấn chìm mình, đúng không? Nhấn chìm mình trong những cái khoản nợ vay. Rồi ok, rất là tuyệt vời. Một buổi sáng á, chúng ta cùng thảo luận rất là nhiều những cái tư duy. Nguyên cũng hơi hơi lố giờ các anh chị ha. Hôm nay có vẻ như là mình chia sẻ xôn xao quá đúng không ạ? Anh Thuận còn xung phong đến tận 2 lần ha. Rồi rất là tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các anh chị đã tham gia đọc sách sáng hôm nay. Cảm ơn nhóm chị Anh Thư, chủ tịch chị Phùng Ngân, bạn gì đọc sách, bạn Phương Thảo mà, bạn Phương Thảo, anh Xuân Thuận, rồi tất cả các anh chị chủ tịch đã cùng nhau cùng với Nguyên trong buổi đọc sách ngày hôm nay. Nếu không có các anh chị thì chúng ta cũng không có một buổi đọc sách diễn ra tuyệt vời như vậy. Cảm ơn tất cả anh chị đã tham gia, đã đồng hành, vô cùng kỷ luật, dậy sớm học tập thêm những kiến thức tư duy mới. Rồi, ok. Vậy thì Nguyên sẽ xin kết thúc buổi Zoom tại đây. Chúc các anh chị một lần nữa một ngày mới thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều thành công, thật là nhiều điều tuyệt vời đến cho ngày hôm nay cũng như là tất cả những ngày sau, đúng không ạ? Rồi chúng ta nhớ là chúng ta hãy có cho mình thật là nhiều thành công trong ngày hôm nay, để tối nay lúc 20 giờ mình cùng nhau tổng kết thành công với những học tập của mình nhé, trong chương trình của nhóm Trường Anh Thư. Rồi, ok. Xin chào tất cả các anh chị. Các anh chị hãy nhớ gửi lời cảm ơn đến người bạn đã gửi link cho mình vào học tập.